Thưa quý vị, sau khi khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm xảy ra ở tỉnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiền An bên bờ vũ trụ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, người đứng đầu cơ sở này về ba tội danh. Đó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân và tội loạn luân. Hiện tại ông Lê Tùng Vân đã bị bắt tạm giam và những thông tin xoay quanh vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm chú ý. Ngay sau đây mời quý vị cập nhật những tin tức mới nhất về Lê Tùng Vân và Thiền Am bên bờ vực thẳm. Choáng váng về độ giàu có của tịnh thất bồng lai Dân mạng chưa hết choáng váng về độ giàu có và chịu chơi của các tu sĩ trên mạng xã hội, thì lại do gì thông tin gây sốc về thu nhập từ YouTube của tịnh thất bồng lai. Một kênh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, vậy bốn kênh thu được số tiền khủng cỡ nào? Tịnh thất bồng lai từng có một thời nổi như cồn bởi sự xuất hiện của nhóm năm chú tiểu trên sóng truyền hình cũng như một số nhân vật khác tham gia vào các cuộc thi hát. Bẵng đi một thời gian, tịnh thất này lại được nhắc đến với vụ đại náo tìm con của cha mẹ em Diễm My. Những tưởng sau một loạt ồn ào đó, tịnh thất này sẽ bị giải tán. Tuy nhiên, suốt vài năm qua, nơi đây vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn đổi tên thành thiền am bên bờ vũ trụ. Vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, Tịnh Thất Bồng Lai lại bị réo tên trên mạng xã hội bởi live stream của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong buổi phát trực tiếp đó, bà Phương Hằng đã nhắc đến câu chuyện quyền góp từ thiện của các tu sĩ trong tịnh thất, cũng như mối quan hệ huyết thống của những người sinh sống tại đây. Trong thời gian này, cư dân mạng liên tục lục lại được những hình ảnh về cuộc sống bí ẩn bên trong tịnh thất bồng lai. Theo đó, các tu sĩ bên trong tịnh thất này thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, giàu có lên mạng xã hội. Đó là chuyến đi nghỉ dưỡng hay là những lần đập hộp iPhone khủng. Theo cư dân mạng, tịnh thất này không chỉ nhận được tiền quyên góp ủng hộ từ Mạnh Thường Quân mà còn có khoản thu nhập khác từ kênh YouTube. Theo đó, tịnh thất Bồng Lai sở hữu kênh YouTube kiếm bội tiền. Kênh này được thành lập từ sau khi Năm Chú Tiểu có xuất thân tại đây, chiến thắng và giành giải nhất trong game show Thách thức xanh hài. Kênh này có tên là Năm Chú Tiểu Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó kênh được đổi thành Năm Chú Tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Kênh này có lượng người theo dõi khủng kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh này đã có hơn 2 triệu lượt người đăng ký. Theo số liệu từ Social Blade, kênh Năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ, thành lập từ tháng 1 năm 2013, kênh đang đứng thứ 179 trong bảng xếp hạng kênh YouTube tại Việt Nam. Đến nay kênh thu về hơn 833 triệu lượt xem với hơn 900 video đăng tải về các tiểu phẩm tái hiện phim Tây du ký, hát hò của các em bé. Với lượt đăng ký và lượng view khủng ở thời điểm hiện tại, ước tính mỗi tháng theo Sosico Blade thống kê, kênh thu về khoảng 6.200 USD trên 140 triệu đồng đến 99.200 USD trên 2,2 tỷ đồng. Như vậy mỗi năm, năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ có thể kiếm được từ 74.500 USD đến tối đa là 1,2 triệu USD, khoảng 27 tỷ đồng. Không chỉ có nguồn thu nhập từ kênh năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ, tịnh thất này còn sở hữu nhiều kênh youtube hái ra tiền khác như Đạo Pháp, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ với 95.200 lượt đăng ký, Nhị Nguyên, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ 38.800 lượt đăng ký, Âm Nhạc, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ 43.200 lượt đăng ký. Cũng liên quan đến năm đứa trẻ trong tịnh thất bồng lai, dư luận lâu nay vẫn đặt ra dấu hỏi lớn. Những đứa trẻ này có thật sự là trẻ mồ côi hay không? Nếu không phải là trẻ mồ côi thì có quan hệ gì với ông Lê Tùng Vân và những người sống trong tịnh thất này? Chính vì sống chung nhà nhưng không nhận là mẹ con, cha con, ông cháu, nên bao nhiêu năm qua, tịnh thất bổng lai nhận được rất nhiều tiền tài trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước dành cho những đứa trẻ mang danh mồ côi. Ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, địa phương đã làm giấy khai sinh đối với ba em bé trong tịnh thất bổng lai, bao gồm Thứ nhất, Lê Thanh Mẫu Nghi, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên. Thứ hai, Lê Thanh Pháp Vương, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên. Thứ ba, Lê Thanh Minh Chiết, mẹ là Lê Thanh Huyền Trang. Các em đều có mẹ mà không rõ cha là ai. Còn lại trong tịnh thất bổng lai, có một số trẻ em nữa, nhưng đăng ký khai sinh ở các địa phương khác. Năm đứa trẻ mang tên Chú Tiểu tham gia thách thức sanh hài, lần lượt có pháp danh là Nghi Tâm, Ngọc Tâm, Trí Tâm, Pháp Tâm, Minh Tâm trong đó bé mẫu nghi lấy tên là nghi tâm bé pháp vương lấy tên là pháp tâm bé minh chiết lấy tên là trí tâm tức là 3 trên năm đứa trẻ được xác định không phải là trẻ mồ côi như lời giới thiệu của tịnh thất bồng lai trong phóng sự mới nhất của Đài Long An cũng nhắc đến câu chuyện nhận tiền từ thiện của tịnh thất Bồng Lai. Đài Long An chỉ rõ, từ năm 1990 đến năm 2007, ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu cơ sở thờ tự Phật giáo giả danh này, Từng mở một cơ sở dưới hình thức tương tự, có tên là trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, tự nhận là nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa để tiếp nhận các khoản từ thiện đổ về. Đến năm 2007, cơ sở Thánh Đức bị chính quyền Bình Chánh dẹp bỏ. Ông Lê Tùng Vân án binh bất động một thời gian rồi mới về nhà bà Cúc mở Tịnh thất Bồng Lai. Mô hình cũng tương tự nhưng tinh vi hơn, nổi tiếng hơn nhờ truyền thông và mạng xã hội. Việc cố tình giới thiệu trẻ em nơi đây là trẻ mồ côi có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản. Chính quyền địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục điều tra và xác minh thông tin tịnh thất bổng lai và ông Lê Tùng Vân dụ dỗ phụ nữ, trẻ em và có những việc làm trái với luân thường đạo lý khác. Đặc biệt là câu chuyện năm chú tiểu được giới thiệu là trẻ mồ côi tham gia game show trên sóng truyền hình, mặc đồ tu hành, nhận được nhiều tình cảm từ công chúng. Cũng từ đó mà được nhận nguồn tiện, cũng từ đó mà nhận được nguồn từ thiện ở trong và ngoài nước đổ về. Cơ quan chức năng xác định sơ bộ cho thấy những cá nhân sống trong tịnh thất bồng lai, sinh hoạt như một gia đình gồm nhiều thế hệ, có cả trai lẫn gái và nghi vấn có quan hệ huyết thống. Song trừ ba đứa trẻ được làm giấy khai sinh ở địa phương, nguồn gốc của những thành viên khác vẫn là một bí ẩn. Tịnh thất bồng lai sau này đổi tên thành thiền am bên bờ vũ trụ là cơ sở do bà Cao Thị Cúc xây dựng. Bà Cúc ban đầu làm nhà riêng để ở, sau vận chuyển các tượng Phật, đồ thờ cúng vào để biến nơi này thành cơ sở thờ tự. Đây là thông tin từ ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ tại cuộc họp cung cấp thông tin định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức vào chiều ngày 5 tháng 11. Ông Trọng cũng cho hay bà Cao Thị Cúc là chủ cơ sở tịnh thất Bồng Lai, chú tại ấp Lộc Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau khi vụ việc được phát lộ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản gửi Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Long An đề nghị xác minh cơ sở trên. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã trao đổi với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì nhận được khẳng định tỉnh Thất Bồng Lai không phải là nơi hợp pháp. Cùng với đó, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị tỉnh Long An xác minh xử lý cơ sở trên. Ông Trọng cho biết thêm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ sở trên có những sai phạm như sau. Các công trình xây dựng đều do cá nhân đứng tên và xây dựng trên đất ở nông thôn. Bà Cao Thị Cúc là chủ cơ sở trên, đã sử dụng đất trồng lúa và mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc bà Cúc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Tại hộ của bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ được bà Cúc xác định cùng sống với mẹ ruột và hai trẻ được nhận nuôi từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật. Do đó, ủy ban nhân dân xã chưa thống nhất để bà Cúc nhận con nuôi. Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm việc với những phụ nữ có con ở cơ sở trên để làm rõ thêm những nội dung liên quan. Việc chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng tại cơ sở trên, theo ông Trọng, thì bếp ăn chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi mặc dù bà Cúc khẳng định chỉ thờ tượng Phật tại gia, không phải sinh hoạt tôn giáo. Ông Trọng nói và khẳng định sẽ tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan chức năng tỉnh Long An xác minh làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đang tiếp tục lấy lời khai của cá nhân liên quan ở tỉnh Thất Bồng Lai để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo. Chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị ngay khi có thông tin mới nhất ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác từ kênh tin tức của chúng tôi